Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lóc của Hải kênh tin tức cộng đồng bên nước Việt Nam hiện tại thì bên nước đang trong giai đoạn KIC -E diện rộng cho tất cả những người tiên phong trên toàn thế giới và khi vượt qua KIC -E bạn sẽ có số dư khả dụng trong ví mainnet của mình lúc đấy B -E sẽ chính thức có giá trị và chúng ta sẽ được toàn quyền sử dụng số bi -E này để tham gia vào hệ sinh thái rộng lớn của bi -E để mua sắm buôn bán và trao đổi hàng hóa được chuyển bi -E tới ví -E này sang ví -E khác tạo nên một thị trường rất nhộn nhịp và để có thể trao đổi mua bán trong hệ sinh thái này thì bi cần một mức giá để cho mọi người có thể quy đổi hàng ố về giá trị của bi. Và giả sử nếu như lúc đó bi có giá trị rất thấp, thậm chí là khoảng 0.0001 đô trên một bi thì các bạn có tiếp tục khai thác bi network nữa hay không? Thì các bạn xem đến cuối video các bạn sẽ có câu trả lời nha. Đầu tiên mọi vật trên trái đất này đều được sinh ra phát triển theo một quy luật, được hình thành sinh ra phát triển và trưởng thành và bi network cũng không một lệ một đứa bé được sinh ra biết lật, biết trường, biết bò, biết đi rồi mới biết chạy. Và các bạn hãy nhìn tất cả những đồng coi đang tồn tại trên thế giới. Nó cũng theo một quy luật này. Nó đi từ giá thấp cho đến giá cao. Còn quá trình tăng trưởng về giá của nó nhanh hay chậm thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Nếu bị gặp nhiều điều kiện thuận lợi thì giá của nó sẽ tăng sớm hơn và ngược lại. Các bạn thấy mấy coi lúc trước không? Lúc trước nó cũng không có giá trị gì. Nhưng chỉ sau vài năm ra đời được nhiều người sử dụng và tích trữ thì lúc đấy nhiều người mua mà ít người bán thì giá của nó sẽ tăng lên mà thôi không có thứ gì vừa sinh ra chưa biết đi mà lại biết chạy các bạn ạ à. rất dễ bị ngã nên bi nước quá họ đi rất chậm từng bước một chậm mà chắc cho dù bi có giá bao nhiêu đi chăng nữa ở thời điểm hiện tại thì việc đầu bi của bạn vẫn phải tiếp tục và bạn nên có tầm nhìn về bi bi không phải là ăn sỏi có giá là bán liền bạn bỏ ngay cái tư tưởng đó đi bi là tương lai trong tương lai chỉ cần có một nghìn bi trong tay thôi bạn sẽ là một con người giàu có còn tương lai gần hay xa thì hãy để thời gian trả lời và hệ sinh thái của bi quyết định nhưng với những ưu điểm cũng như những tiềm năng của nó và tính ứng dụng trong nền kinh tế trong cuộc sống và giúp ích cho con người bi chắc chắn sẽ có sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc cho nên nó cho dù bi có giá thấp ở hiện tại nhưng trong tương lai thì giá bi sẽ rất là cao ví dụ một đứa trẻ sinh ra trong một môi trường tốt được giáo dục đầy đủ từ cha mẹ và trường học thì tương lai tỷ lệ của nó trở thành một con người tốt cho xã hội sẽ cao hơn còn một đứa trẻ sinh ra trong một môi trường chợ bú nè ăn học thì không đến nơi đến chốn và đặc biệt là không nhận được sự dạy dỗ từ cha mẹ và trường học thì tỷ lệ nó trở thành một con người xấu là rất là cao nha các bạn từ ví dụ này chúng ta có thể nhìn thấy bi được tạo ra bởi những tiến sĩ hàng đầu thế giới về lĩnh vực tìm mã hóa có thể nói họ là những con người có bộ óc vượt xa những người bình thường của chúng ta và bi được chăm sóc rất là chu đáo tỉ mỉ được chuẩn bị rất là tốt và kỹ lưỡng Tuần chút một và bi được phát triển trong một môi trường tốt nhất được bi tim vạch ra một hệ sinh thái đã chuẩn bị sẵn sàng một cộng đồng bioni đông đảo với hơn 33 triệu người tiêm phong tính đến thời điểm hiện tại thì thử hỏi bi thất bại còn khó hơn là thành công còn thành công như thế nào một đô hai đô mười đô trăm đô thậm chí là cả nghìn đô thì nó còn tùy thuộc vào kỳ vọng cũng như là tính tham lam của mỗi con người. Bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Các bạn có thể nhấn nút đăng ký và báo chung bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về Mi Network. Xin chào và hẹn gặp lại.